Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton sản xuất năm 2017, số tự động một cầu máy dầu. Vâng, em nhắc lại là chiếc Mitsubishi Triton sản xuất 2017 màu đen, nhập nguyên chiếc Thái Lan. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Chiếc xe này thì tình trạng khá là đẹp. Khẳng định với quý anh chị, sau 4 năm sử dụng chiếc xe chạy 6 vạn cây, lốp theo xe nguyên một dàn. Vâng, lốp theo xe nguyên một dàn. Một dàn này là trừ hết một dàn lốp của chiếc xe. Và xe tên tư nhân. Toàn bộ chiếc xe thì sơn zin còn đến 95%. Xe được trang bị thêm nắp thùng cao. Và chiếc xe này thì bên em cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Xe thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị đã kiểm tra và khẳng định cam kết bằng văn bản không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn. Máy số là nguyên zin không bị ngập nước. Về tổng thể chiếc xe thì sơn zin còn đến 95%. Lốp còn theo xe, kính theo xe. Toàn bộ em sẽ quay chi tiết đây cho quý anh chị. Đây là toàn bộ cái lốp của chiếc xe và đều có đát năm sản xuất 2017 đấy ạ. Bốn lốp em đã kiểm tra đều đát 2017 hết toàn bộ. Và la răng đúc nguyên bản từ đầu. Và toàn bộ sắt xi là nguyên zin. Số khung, số máy đấy ạ. Đấy, số khung toàn bộ này không có dấu hiệu bị cắt nối. Và toàn bộ sắt xi cực kỳ đẹp. Và với cái chất xe 6 vạn cây, máy số nguyên bản không đâm xô. Quý anh chị đến phát hiện ra đâm xô, em bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Toàn bộ đèn pha, mặt cabo đều sơn zin và đèn pha xịn sò, đèn gầm rất chi là sáng và đẹp. Kính không có dấu hiệu bị rạn nứt. Và cái phần gầm của cái chiếc xe đây, toàn bộ phần gầm này không có dấu hiệu bị cháy dầu và khá là đẹp. Đây là toàn bộ đèn hậu của chiếc xe. Quý anh chị yên tâm, bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết mang đến cho quý anh chị những chiếc xe đẹp không đâm xô. Nếu quý anh chị đến kiểm tra phát hiện đâm xô, bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Toàn bộ phần gầm phía sau của chiếc xe đây rất chi là đẹp. Sơn zin đánh dấu đây, ốc rất chi là sáng và sơn nguyên bản hết từ đầu. Lốp sơ cua toàn bộ nguyên bản. Nếu toàn bộ về phần nội thất bên trong của chiếc xe đây, em đang quay cho quý anh chị xem cái phần nội thất bên trong được trang bị ghế da khá là đẹp. Và toàn bộ nội thất phía trước của chiếc xe, vô lăng này, chất vô lăng khá là đẹp, không bị mòn. Và xe được trang bị thêm màn hình DVD, bóng khí nguyên zin, hộp số tự động ạ. Số tự động một cầu máy dầu, đi khá là tiết kiệm. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lần chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Ưu tiên là cái dòng xe đẹp toàn bộ về cái cột, tem mác, ốc chưa có dấu hiệu thoa lắp, sơn zin toàn bộ. Và đặc biệt là các thông số kính của chiếc xe đây. Toàn bộ thông số kính đều năm sản xuất 2017. Đấy. Kính liền đời của chiếc xe và các tay nắm ở cửa chiếc xe khá là nguyên bản, chỉ zin, chỉ cột, chỉ cánh zin hết toàn bộ, bậc lên xuống này. Đấy, khóa cửa đều là nguyên bản chưa tháo lắp, chân lý nguyên bản từ đầu, vô lăng bóng khí nguyên zin, hai bên bóng khí nguyên bản hết toàn bộ và hộp số tự động. Điều hòa âm thanh khá là mát. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ cánh cửa đều 100% là zin.
tay nắm mở cửa khá là đẹp và các cái phần chỉ cánh cửa là nguyên bản. Đây là toàn bộ cái thông số kính của chiếc xe đều năm sản xuất 2017. Bậc lên xuống của chiếc xe này nguyên zin. Cánh cửa bên phụ phía trước toàn bộ là chỉ zin. Vâng, và đây là phần đầu của cái xe Triton 2017. Toàn bộ ốc tai, ốc cabo nguyên zin, chỉ cabo nguyên bản từ đầu. Về phần máy thì cam kết với quý anh chị 100% là máy nguyên zin. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Những chiếc xe lướt thì bên em khẳng định cam kết quý anh chị đến phát hiện xe máy bị ngập nước bồi thường 50 triệu đi lại. Cổ bô cổ xả của chiếc xe khá là sáng và đẹp đây quý anh chị ơi. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Và hộp số thì toàn dấu hiệu của nhà máy còn nguyên bản hết từ đầu. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động, toàn bộ động cơ chạy khá là êm. Máy dầu 2.5 chạy khá là êm và tiết kiệm. Và vừa rồi em đội vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2017, số tự động một cầu, máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em đội qua số điện thoại 0986265090 hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.